Xin lỗi, anh yêu anh ấy. Khâu Ly, em có ý tưởng gì cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới lần này không? Anh nghĩ sao về một buổi lễ hóa trang hả Warren? Tuyệt, ý kiến hay đó em yêu. Em sẽ hóa trang thành nhân viên lễ tân trong phim kinh dị Beetlejuice. Còn anh muốn hóa trang thành nhân vật nào? Anh muốn trở thành một cô gái trượt băng. Em thấy sao? Tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là em chưa thể tưởng tượng ra chồng mình sẽ thế nào trong hình hài một cô gái. Xin lỗi, em không có ý gì. Ý tưởng của anh khá tuyệt vời. Chúng ta quyết định sẽ tổ chức buổi lễ hóa trang nha. Warren à, có nhất định phải chuẩn bị kỹ càng như vậy không hả anh? Bố sẽ là cô gái đẹp nhất cho mẹ xem. Chỉ là bố không thể trở thành cô gái trượt băng với thân hình bánh mì thế này. Nếu không, hay là anh tìm một nhân vật khác để hóa trang vậy? Thôi, không được không? Em hoàn toàn ủng hộ anh mà. Điều đó làm em xúc động hơn thôi. Cố lên nha anh yêu. Warren à, anh làm gì ở trong đó vậy? Warren, mở cửa ra đi anh. Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Anh chỉ đang tập cho nhân vật mình sẽ hóa trang ấy mà. Còn nửa tháng nữa mới đến ngày lễ mà. Em nghĩ anh không cần phải quá hồi hộp đến như vậy đâu. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Có điều gì vậy? Xin lỗi Khâu Ly, anh cần ở một mình một lát. Điện thoại của anh. Em có làm gì đâu, chỉ định đưa cho anh thôi mà. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Em cũng rất tôn trọng điều đó mà Warren. Anh làm sao thế? Là do anh có một vài vấn đề ở chỗ làm cần giải quyết, nên anh hơi nóng ruột. Xin lỗi em. Warren lại đi đâu rồi? Gần đây anh ấy có vẻ có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lại còn thường xuyên cáo gắt với mình nữa chứ. Thậm chí còn không cho mình đụng vào điện thoại. Không lẽ anh ấy có người mới? Thôi, Kelly đừng nghĩ quá xa như vậy chứ. Chắc chắn anh ấy không phản bội mình đâu. Gì thế này? Một thỏi son ư? Đây đâu phải là son của mình. Không lẽ điều mình nghi ngờ là sự thật? Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Điện thoại của anh. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Không, anh thật tồi tệ mà. Anh phản bội em còn sao? Cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em cần biết sự thật. Có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không Warren? Warren, em tưởng anh đang thật sự háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy tạo. Anh thật giả dối mà. Khéo Ly, nếu có chuyện gì thì cho anh xin lỗi. Anh vẫn giả vờ ư? Thế cái này là cái gì đây hả? Anh không ngờ em lại tìm thấy nó có phải không? Tôi đã tìm thấy nó trên sàn xe ô tô đấy. Anh đã đưa người phụ nữ nào vào xe của chúng ta? Anh trả lời tôi đi. Anh không hề có. Thôi đi, hãy dừng lại tất cả trò hề đi Warren à. Không kỷ niệm gì nữa hết. Chúng ta nên chấm dứt thì hơn. Khéo Ly. Ôi trời ơi, mày đang bị thế nào đấy Warren? Đến nước này mày không thể giấu vợ mày thêm được nữa. Ôi, không, mình không thể.
Nếu nói ra sự thật, mình sẽ mất tất cả. Cô ấy và các con sẽ rời xa mình. Khâu Ly, anh không hề phản bội em. Xin em hãy tin anh. Anh cần phải nói ra sự thật này với em. Anh định nói về sự thật rằng đã phản bội gia đình à? Anh có biết các con anh đang rất háo hức mong chờ buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ chúng hay không? Khâu Ly, anh không biết điều này có gọi là phản bội gia đình hay không. Sự thật là anh đã bị trầm cảm vì điều này rất lâu rồi. Anh đã rất đau khổ, Khâu Ly à. Anh không dám đối mặt với sự thật. Anh sợ, anh sợ rất nhiều điều. Và sợ nhất là mất em và các con. Anh yêu gia đình chúng ta rất nhiều. Ông không, Warren à, anh đừng như thế chứ. Em đã làm điều gì quá đáng để đến mức anh phải trầm cảm hả? Không phải do em, mà nó xuất phát từ anh. Anh không dám đối diện thỏi son đó. Bình tĩnh nào, Warren à. Em tưởng người không bình tĩnh lúc này phải là em mới đúng. Anh cứ từ từ mà nói. Thỏi son lạ ấy là, là của anh. Anh không ngoại tình. Sự thật là anh muốn, muốn làm một phụ nữ. Hả? Ôi, không, em không biết có chịu đựng được chuyện này hay không nữa. Sự thật là anh muốn làm một phụ nữ. Không thể tin nổi. Điều gì đang xảy ra với gia đình của mình thế này? Anh ấy là một người đàn ông nghịch lãm, và còn là một người cha tuyệt vời nữa. Hôm nay anh đi làm về muộn quá đấy. Anh quên hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của chúng ta hả? Anh tưởng là buổi lễ sẽ không còn chứ. Sao lại thế chứ? Anh mau vào thay trang phục đi. Các con đang rất háo hức rồi đó. Đợi anh. Anh ra ngay. Quá đẹp quá, giống quá à. Tuyệt lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn Khâu Ly tuyệt vời của anh, tình yêu của anh, hạnh phúc của anh. Anh yêu em. Warren à, em xin lỗi đã để anh cô đơn với sự đau khổ dằn vặt của mình bao nhiêu năm qua. Đó đâu phải là lỗi của em đâu. Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm đó. Cứ tưởng em sẽ không chịu đựng được, nhưng em đã nhận ra điều quan trọng nhất là em vẫn yêu anh vì con người của anh, chứ không phải là vì giới tính của anh. Em thật ích kỷ và sẽ làm chồng mình đau khổ nếu không để anh trở thành người mà anh luôn mong muốn. Tận sâu bên trong, anh vẫn là con người cũ. Và em vẫn yêu anh, Warren à. Ôi, Khâu Ly. Chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình. May mắn nhất cuộc đời anh chính là có em, Khâu Ly à. Giờ đây thì tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống thật với chính mình. Hạnh phúc hơn nữa là được Khâu Ly ủng hộ tôi hết mình. Đôi ủng gia trâu. Thuở xưa, ở một vương quốc nọ, có người lính trẻ tòng quân cho đức vua đánh giặc. Khi giải ngũ trở về quê nhà, tài sản duy nhất chỉ là một đôi ủng bằng da trâu. Tuy nhiên, quê nhà cũng chẳng còn người thân thích, nên người lính trẻ lang thang khắp chốn mưu sinh. Chớ thật, không ngờ rừng này sâu vậy, đi thẳng đường này chẳng biết có ra được không. Xin chào bác, tôi ngồi đây nghỉ, không phiền bác chứ. Anh ngồi đi. Đôi ủng của bác bóng loáng, nhìn thật thích mắt. Vậy anh có muốn đổi ủng với tôi không?
Bác vui tính thật, nhưng nếu bác nói thật thì tôi cũng không đổi đâu. Nếu phải đi đây đi đó như tôi thì cái ủng của bác chẳng mấy mà hỏng. Cái gì hữu dụng thì mới quý. Ủng của tôi cũ, nhưng nó làm bằng da trâu, bền lắm. Xem ra anh là người đi nhiều lắm phải không? Chuyện tôi đã đi đôi ủng này tới khắp chốn, từ lúc tòng quân cho đức vua tới giờ đấy. Thì ra anh là một người lính ư? Giờ tôi giải ngũ rồi, sau khi theo một vị tu sĩ học vài chiêu thuật, tôi lại nay đây mai đó. Ông bác có đội ủng bóng ơi, đường này đi về đâu thế? Tôi cũng bị lạc, đã đi lòng vòng mỏi nhừ chân rồi. Nếu vậy thì hãy kết bạn với nhau, chúng ta cùng tìm đường nào. Anh vẫn vui vẻ vậy ư? Thì còn cách nào khác chứ. Nào đi thôi. Thấy chưa, đã bảo đội ủng bóng của bác mà để đi lại thì bất tiện thế nào mà. Tích liều kia chắc chắn có người, chúng ta sẽ xin họ chút gì đó để ăn. Thế thì bay quá. Các anh là... Xin bà cho chúng tôi chút gì để ăn và được tá túc qua đêm ở đây ạ. Ôi, các cậu không thể ở lại đâu, bởi đây là nơi ở của một toán cướp. Mất mạng ở đây hay chết đói trong rừng cũng vậy mà. Xin bà thương tình hãy để chúng tôi vào đi. Nếu đã vậy thì hai người vào đi. Nào cái bác đi ủng bóng nhát gan này, vào đi nào. Thế chả lẽ anh không thấy sợ gì hả? Chết đói thì không sợ chắc. Nào theo tôi. Hai người nấp ở đằng sau cái lò sưởi ấy đi. Nếu chúng ăn còn thừa thứ gì á, tôi sẽ lén luồn vào cho. Bà già, mau dọn đồ ăn ra, đói sắp lả rồi. Tôi đói quá rồi, bụng tôi cũng đang réo gào đây. Kẻ nào dám đột nhập vào nhà của chúng ta? Bà già kia, dám để kẻ lạ vào nhà? Để xem ta xử lý mụ thế nào. Chuyện không liên quan gì đến bà cụ hết, là ta đây muốn đến thăm các ngươi thôi. Ai chà, ta không tin chỉ có một mình ngươi mà dám bén mảng tới tận hang ổ của chúng ta đâu. Đúng, đừng tìm mất công vô ích. Còn dám to miệng thế ư? Cứ đợi đấy, anh bạn sẽ được học cách đu cành cây khô trên cao chót vót thì nó thế nào. Trước tiên cho tôi ăn cái gì đã, chứ đu cành khô với cái bụng lép kẹp thì vui thế nào được chứ. Ăn thì mày sẽ được ăn, nhưng ăn xong phải chết đấy. Việc đó tính sao đi. Anh chàng này khá lắm. Đại ca ơi, giết đó thì phí quá, hay là cho nhập bọn chúng ta đi. Mang rượu ra chứ các anh bạn. Lớn miệng gì vậy, ta cũng muốn biết tửu lượng của ngươi. Bà Xuân Hầm lấy rượu lên đây. May quá, rượu đây rồi. Xem này, anh bạn đến thăm có kiểu uống rượu cũng lạ đấy. Các ngươi sống, dừng há hốc mồm ra, giơ tay lên. Ôi trời ơi, sao cậu có thể làm chúng như vậy? Như tôi đã nói với các bác đấy, tôi có một thời gian học chiêu thuật của một vị tu sĩ mà. Và thuật này cần phải có rượu đúng không? Công nhận anh cũng liều lĩnh thật. Khi bước vào căn lều này, chúng ta đã chắc gì sẽ có rượu ở đây. Vậy chứ, nếu không thì giờ hẳn là tôi và bác đã đói lả mà ngất trong rừng rồi. Cảm ơn anh, vừa nãy cũng nhờ anh bảo hiểm cứu tôi. Muôn đâu hoàng thượng. Chúng thần tội đáng muôn chết, đã cứu giá muộn. Hoàng thượng ư? Làm gì có hoàng thượng nào ở đây? Trước hết, mau gô cổ bọn cướp trong lều, tống ngục ngay. Tuân lệnh hoàng thượng. Chính ta là vua của vương quốc này đây. Trời ơi, ông bác đi đôi ủng bóng này chính là tâu hoàng thượng. Tiện dân chưa một lần được nhìn thấy vua, tiện dân tội đáng muôn chết. Nào đứng lên đi anh bạn, đi đôi ủng da trâu. Dạ, tiện dân không biết hoàng thượng giá lâm nên đã đối xử với người như kẻ bằng vai phải lứa. Xin hoàng thượng trừng phạt. Sao lại trách tội chứ, người nói đúng lắm. Tùy hoàn cảnh, cái gì hữu dụng thì mới đáng quý. Cũng chỉ đôi ủng bóng này mà ta trượt chân làm ngựa sổ đi mất, rồi lạc trong rừng, mai sau lại gặp anh lính lạ quan với đôi ủng da trâu. Dạ, đa tạ hoàng thượng đã không trách tội thần. Từ nay ngươi không cần phải khổ nữa. Khi nào muốn ăn thịt nướng thì cứ đến bếp hoàng gia. Còn nữa, ta cũng khoái có một đôi ủng da trâu để đi săn lắm. Ngươi là ở đâu, có thể đặt giúp trẫm một đôi chăng? Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Vậy là nhờ sự dũng cảm của mình, người lính trẻ đã cứu được chính đức vua của vương quốc. Từ đó về sau, cuộc sống của anh mọi bề đều thuận. Và tất nhiên, cùng với đôi ủng hoàng đế đặt, anh cũng sắm cho mình một đôi ủng mới. Truyền thuyết Hồ Baikan. Ngày xưa,
có một địa chủ giàu có và quyền lực tên là Bai Khan. Tuy nhiên, ông lại là một người cha vô cùng độc đoán. Ông luôn tỏ ra khó chịu khi cô con gái xinh đẹp tên Angara của mình được đám thanh niên trong làng thầm thương trộm nhớ, nên lúc nào ông cũng theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Angara đem lòng yêu một chàng trai nghèo cùng làng tên là Yenisei, nhưng vì biết tính cách của cha mình nên cô chỉ dám qua lại bí mật với anh mà không để cha phát hiện. Đi đâu mà giờ này mới về? Dạ con chỉ đi chơi với bạn thôi. Con đừng tưởng ta không biết con đã đi với thằng nhóc Yenisei. Nó chỉ thấy con xinh đẹp nên muốn tán tỉnh con thôi. Chia tay nó đi, rồi ta sẽ tìm cho con một chàng trai giàu có để con được sống trong sung sướng cả đời. Con không cần sống sung sướng, con chỉ cần ở bên người con yêu mà thôi. Con dám nói với ta như thế à? Ta mà không bảo vệ thì con có thể sống yên ổn với đám thanh niên háo sắc trong làng này được không? Không phải ai cũng tồi tệ như cha nghĩ đâu. Đừng có nói nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, con chỉ được ở yên trong phòng trên căn lầu cao nhất, không được sự cho phép của ta. Đừng mong bước chân ra khỏi cái nhà này. Vậy là Angara đã bị cha nhốt lại nơi cao nhất của tòa dinh thự, không thể ra ngoài chơi, càng không thể gặp lại Yenisei. Cô buồn bã đến nỗi không thiết cả ăn uống. Sao mấy hôm nay không thấy Angara nhỉ? Hay cô ấy có chuyện gì rồi? Angara! Còn dám đến tận đây cơ đấy! Người đâu? Thả chó nhanh lên! Tiểu thư! Có chuyện gì gấp mà em lại chạy lên đây thế? Mà sao đêm nay chó nhà mình lại sủa nhiều như thế? Tiểu thư, công tử Yenisei đã đến đây và bị ông chủ phát hiện ra rồi. Ông còn thả chó ra để đuổi chàng ấy. Hả? Chuyện đó là thật sao? Con thật là quá đáng. Sao ông ấy có thể đối xử với ta và với Yenisei như vậy được chứ? Ta phải thoát khỏi đây, thoát khỏi cha ta. Angara, sao em lại chạy ra đây chứ? Xin anh đừng có hỏi nữa. Hãy mau đưa em đi với. Chúng ta cùng trốn khỏi đây được không anh? Mau đưa con gái ta về đây và đuổi thằng nhóc đó ra khỏi ngôi làng này cho ta. Hai người cứ nắm tay nhau chạy mãi trong đêm mưa. Chỉ đến khi gần kiệt sức, họ mới chịu dừng lại. Em mệt quá. Chúng ta hãy nghỉ ở đây một lát có được không? Được, vậy chúng ta vào trong hang nghỉ qua đêm nay vậy. Bà ơi, chúng cháu có thể ở nhờ đêm nay được không ạ? Được, nhưng cẩn thận đừng đông vào bất kỳ đồ đạc nào xung quanh đây. Yenisei, em khát nước quá. Được rồi, em ngồi yên đây nha, để ta đi tìm nước cho em. Ở đây nhiều thùng gỗ như vậy, không biết bên trong có nước không ta? May quá, trong thùng có nước. Angara, lại đây đi. Trời ơi, Yenisei, sao chàng lại tự ý mở nó ra vậy? Hôm qua bà ấy đã nói không được động vào bất cứ thứ gì ở đây rồi kia mà. Không sao đâu, chúng ta chỉ uống chút nước rồi đi. Bà ấy là người tốt, chắc sẽ không trách chúng ta đâu. Đã nói đừng động vào bất cứ thứ gì rồi mà. Chúng cháu xin lỗi vì đã làm đổ thùng nước của bà. Cháu sẽ buộc lại chiếc thùng lên sợi xích cho bà nha. Thả tay của người ra khỏi chiếc xích mau. Tại sao bà lại trói tôi? Mau thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Nồi nước mắt thiếu nữ ta thu thập bao lâu nay để nấu thuốc trường sinh sắp thành công rồi, lại bị hai người đánh đổ mất. Vậy thì hãy dùng những giọt nước mắt của người để trả lại cho ta đi. Từ giờ đến lúc đó, ta sẽ chăm sóc người yêu của cô thật chu đáo. Không! Yên
Hả? Sao ở nơi sườn núi hẻo lánh thế này lại có tiếng khóc chứ? Hình như nó phát ra từ phía cái hang kia thưa ông. Trời ơi, chuyện gì thế này? Cha ơi, cha, cứu chúng con với, cha ơi. Chặt đứt dây xích, mau chặt đứt dây xích của anh Gara đi. Tên kia, người dám chặt đứt dây xích, hang động sẽ sụp mất. Mau chạy thôi con, thả tay ra để nó ở lại giữa chân của thằng Lành thì chúng ta có thể chạy thoát rồi. Sao cha có thể ích kỷ và nhẫn tâm như vậy được chứ? Nếu như anh ấy không đi cùng, con cũng sẽ không đi đâu hết. Thả con ra, thả con ra, dây này sai. Con gái, quay lại đi con. Anh Gara ơi, ta đã hại chết con rồi. Chứng kiến tận mắt cái chết của con gái, Bài Khanh đau buồn và tuyệt vọng vô cùng. Ông cứ ôm cửa hang đá mà khóc. Nước mắt ông rơi mãi, cho đến khi cả khu rừng đó ngập trắng xóa, trở thành một cái hồ ảm đạm và lạnh lẽo mà người đời sau gọi là hồ Bài Khanh. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Katrin O'Hara ở Nam Florida vào năm 1970. Con bé Edward và con bé Colin sẽ thích món quà Giáng sinh của chúng ta lắm đây. Ba mẹ ơi! Chị Edward, đau quá, hồi chân của con, ba mẹ ơi. Đây có thể là do tác dụng phụ của việc sử dụng insulin, đường uống của con bé. Lượng dược chất đã tăng lên trong cơ thể con bé. Chuyện gì thế này? Không xong rồi, chúng ta nhanh gọi cấp cứu thôi. Tình hình rất nguy kịch, chúng ta phải lập tức thực hiện phẫu thuật cho con bé. Xin bác sĩ hãy cứu con gái tôi. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Tình hình con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? Mặc dù đã được cứu sống, nhưng việc cô bé có tỉnh lại được hay không thì không thể nói trước được. Ôi trời ơi! 5 tháng sau. Edward, chào mừng con trở về nhà. Edward, con thích không? Phòng ba mẹ giờ đây sẽ là phòng của con. Con yên tâm nha, ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh của con. Và từ đó, bà luôn chờ trực bên cạnh cô bé. Mỗi 2 giờ, bà sẽ cho Edward ăn qua ống một lần. Mỗi đêm, bà Katrin luôn đặt hơn 10 lần báo thức. Vào lúc nửa đêm, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ sáng, bà tiêm insulin cho con và thay tã cho cô bé. Mười hai năm sau, con gái Edward như một phước lành mà tôi may mắn được ân trên ban tặng cho đấy. Bà vẫn nghĩ con bé sẽ tỉnh lại sao? Chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào sự hồi phục của con bé. Mẹ ơi, đừng bỏ con.
Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Trước khi con bé hôn mê, tôi đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ con bé. Tôi sẽ không thất hứa với nó đâu. Mẹ ơi, ba bị đột quỵ khi đang làm việc à? Tôi sẽ không gục ngã đâu. Tôi sẽ khỏe mạnh thay phần ông để chăm sóc Edward đến cuối đời. Vĩnh biệt ông, Chloe. Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu thế này? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mẹ đã nằm đây bao lâu rồi? Đã 10 ngày rồi đó. Bác sĩ nói mẹ lên cơn đau tim. Hả? Mẹ đã nằm đây 10 ngày rồi sao? Vậy Edward sẽ ra sao? Còn có con mà. Con đã thu xếp công việc và chồng con để ở đây với mẹ và chị Edward rồi. Mẹ đừng lo. Cô lệnh à, giờ ba con đã mất, con cũng có cuộc sống riêng của mình. Mẹ phải thật khỏe mạnh để còn chăm sóc chị gái của con. Mẹ ơi, bọn con yêu mẹ lắm. Nhiều năm sau, với niềm tin và quyết tâm của mình, bà Katyn đã kiên trì bên cạnh chăm sóc Edward xuống 38 năm, không ngơi nghỉ. Có phải con đang đọc dở cuốn tiểu thuyết Hawaii của James Michener đúng không? Mẹ sẽ đọc tiếp cho con nghe nha. Con thấy kết truyện thế nào? Hay. Hả? Edward, là con. Con vừa trả lời mẹ có phải không? Edward, chắc chắn là tiếng của con rồi. Con sẽ sớm tỉnh lại phải không? Có thể nghe được tiếng con là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Con đã rất kiên trì. Mẹ luôn tự hào về con. Tháng 3 năm 2008, bà Katyn qua đời trong phòng con gái ở tuổi 80. Bà đã giữ đúng lời hứa không bỏ rơi con trong suốt gần 4 thập kỷ, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Con ngựa thành Troia. Chuyện kể rằng, vào những năm 1184 trước công nguyên, cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và thành Troia đang vào giai đoạn khốc liệt nhất và bất phân thắng bại. Gần 10 năm giao chiến đằng đẵng trôi qua rồi, giữa chúng ta và thành Troia vẫn không phân thắng bại. Lương thực dần cạn, quân sĩ quá mệt mỏi rồi, ai nấy đều không còn tinh thần oanh liệt như ngày đầu nữa. Thành Troia quá vững chãi, lại được các nước lân cận giúp đỡ và thần linh che chở. Dù quân Hy Lạp ta rất thiện nghệ, nhưng e rằng chúng ta khó thắng nổi. Ngay cả khi ta đã đánh cắp được tượng Palladium, vị thần bảo hộ cho thành Troia, mọi thứ vẫn chưa khả quan hơn. Bốn đội quân tấn công bốn mặt thành thôi chưa đủ, ta phải có lực lượng từ bên trong đánh ra, thì may ra sẽ hạ được thành Troia. Chúng ta đang yếu thế, địch lại quá mạnh và đang hừng hực khí thế chiến thắng. Bây giờ người còn sống trở về là may, nói gì đến cài nổi giáng chứ. Cần phải tương kế tụ kế, ra một đoàn quyết định mới được. Nếu không, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Thành Troia đang hừng hực khí thế chiến thắng ư? Càng thắng sẽ càng chủ quan. Hãy lấy chính điều đó làm điểm yếu của họ. Con ngựa gỗ này rút cuộc là để làm gì hả, Odysseus? Chúng ta đã tận dụng tất cả những mảnh gỗ tốt chuyên dụng để đóng thuyền chiến rồi. Thật phí phạm quá. Ngài thấy bụng ngựa rỗng không? Đó chính là mấu chốt. Bây giờ hãy đốt hết doanh trại và tất cả các thuyền chiến. Hãy nhổ neo rời khỏi ngay đi và đến bán đảo Tenedos gần đây nấp chờ thôi. Odysseus điên rồi, làm thế khác nào đầu hàng với địch chứ. Ngài ấy đã nghĩ kỹ chưa vậy? Thank you.
quân Hy Lạp đầu hàng rồi. Họ chấp nhận thất bại rồi. Ê, thật không? Có thật là họ đã đầu hàng không? À đúng rồi kìa, họ đã đốt doanh trại. À mau, mau báo tin cho đức vua thôi. Ngay lập tức lục soát quanh đây xem còn dấu hiệu gì khả nghi không. Vâng, xin tuân lệnh. Dạ bẩm đức vua, trong khi lục soát, thần tìm thấy hắn. Hắn là người duy nhất còn sót lại của quân Hy Lạp ạ. Tại sao quân Hy Lạp rút đi hết mà chỉ để lại một mình nhà ngươi? Chúng không màng đến sự sống chết của ngươi sao? Thưa đức vua Priam của thành Troy A vĩ đại, thần vốn chỉ là một vật hiến tế, bị tướng Odysseus vứt lại đây mà thôi. Vật hiến tế? Người nói vậy nghĩa là sao? Chúng thần đã quá mệt mỏi vì chinh chiến nhiều năm mà không có chiến thắng, nên quyết định rút quân quay về. Ngài còn nhớ, đội quân Hy Lạp đã đánh cắp bức tượng thần Palladium của thành Troy A, nên đã bị nữ thần trí tuệ Athena trừng phạt. Vì vậy, Odysseus bỏ lại thần ở đây để làm vật hiến tế cho hả cơn giận của nữ thần Athena. Vậy còn con ngựa này? Bẩm đức vua, đến nước này rồi thần cũng không muốn giấu giếm nữa. Con ngựa gỗ khổng lồ này chính là mưu đồ khủng khiếp của quân Hy Lạp. Vì nữ thần Athena bắt quân Hy Lạp là một linh vật khác tặng lại cho thành Troy A, nên họ đã làm con ngựa khổng lồ này. Dù không dám trái lệnh nữ thần, nhưng họ cố tình làm một con ngựa to quá khổ, to hơn cả cổng thành Troy A, để thành Troy A không bao giờ mang vào được bên trong. Có như vậy, thành Troy A mới không có linh vật bảo hộ, quân Hy Lạp mới có thể quay trở lại đánh chiếm lần nữa. Như vậy là sao? Như vậy là chúng cố tình chơi khăm chúng ta. Tất cả im lặng. Mau lôi con ngựa gỗ này đặt trong thành cho ta. Còn gã lính Hy Lạp, hãy tha mạng sống cho gã, vì đã nói sự thật cho chúng ta. Tuân lệnh. Khoan đã, thưa đức vua Priam vĩ đại, ngươi đừng vội đưa con ngựa gỗ này vào. Ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Xin người đừng rước bất cứ thứ gì của giặc vào nhà, biết đâu đây là kế sách hiểm độc. Bây giờ sự an nguy của cả thành Troy A là quan trọng nhất. Ngươi đừng nói nhiều nữa. Không thấy quân Hy Lạp đã rút hết cả, nhổ neo thuyền và đốt sạch doanh trại rồi sao? Còn lo lắng gì nữa? Người đâu? Mau tìm cách kéo ngựa gỗ khổng lồ vào. Đây chính là linh vật bảo hộ mới của chúng ta cho nữ thần Athena ban tặng. Ôi trời ơi, to thế này làm sao mà qua được cổng thành đây? Bẩm đức vua, cổng thành chúng ta so với con ngựa này quả thực quá nhỏ ạ. Không thể nào kéo vào trong được nữa. Hay ta cứ để tạm ngoài cổng mà. To gan, linh vật của thành mà ngươi dám để ngoài cổng sao? Mau phá dỡ bớt một đoạn tường thành trống ra cho ngựa vào đi. Ta tuyên bố, cuộc chiến 10 năm bảo vệ thành Troy A của chúng ta đã kết thúc thắng lợi. Mau mau mở tiệc ăn mừng. Xin chúc mừng chiến thắng vẻ vang của thành Troy A chúng ta. Uống thật say nhé các vị. Thế này là sao? Thưa đức vua, nguy thật rồi. Toàn bộ thành Troy A đã bị bao vây. Quân Hy Lạp không biết từ đâu ra đã tràn lan khắp thành chúng ta, giết hết quân lính và phá nát tất cả. Trời ơi, chính là từ con ngựa đó mà ra. Ta thật quá ngây thơ. Giá mà ta đã nghe lời can gián của Lacon. Quá muộn rồi, đức vua lỗi lạc. Vậy là bằng một món quà là chú ngựa gỗ khổng lồ chứa đầy lính, quân Hy Lạp đã dễ dàng đánh lừa đối phương đang chủ quan trong men say chiến thắng. Con ngựa thành Troy A chính là một cái bẫy khiến thành Troy A ngập chìm trong thất bại cay đắng. Đây cũng là bài học nhớ đời về sự cảnh giác, để lại đến ngày hôm nay cho tất cả chúng ta. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!